Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Alphard Computer. Vậy là một siêu phẩm mà bao nhiêu bạn mong ngóng cuối cùng đã xuất hiện tại Alphard Computer. Một mẫu CPU Core i3 mà mang thông số không hề kém cạnh so với Core i7, đó là Intel Core i3 10100. Và để bắt kịp với sức nóng đó thì Alphard sẽ gửi đến các bạn một bộ pickup Atomic có mức giá chỉ loanh quanh với 14 triệu đồng. Mẫu CPU thế hệ 10 của Intel vẫn là tiến trình 14 nanomet, tản stop tặng kèm vẫn là tản nhôm thông thường mà thôi. Dù sao thì đây cũng là một sản phẩm có mức giá rất là rẻ, thế nên là mọi người không thể đòi hỏi quá là nhiều được. Năm ngoái thì B365EX của Acer đã làm mưa làm gió trên thị trường với hiệu năng trên giá thành tốt. Và sang đến năm nay thì Acer vẫn giữ được phong độ với bo mạch chủ EX-B460M. Và với mức giá hơn 2 triệu đồng thì các bạn sẽ được trang bị sẵn hai khe RAM, một khe SSD M2 và một khe 16X bọc thép để có thể chịu được sức nặng của các mẫu các đồ họa xịn sò. Về mặt bộ nhớ thì hai thanh RAM Kingston HyperX 8GB với tổng dung lượng là 16GB sẽ là lựa chọn tối ưu so với bây giờ, vừa đáp ứng tốt nhu cầu đa nhiệm nhiều, vừa phù hợp để có thể chơi các tựa game ngốn nhiều RAM như là Warzone. Ngoài ra thì các bạn sẽ được tặng sẵn một ổ SSD 240GB đến từ Western Digital. 240GB thì vẫn đủ để có thể cài Win với một số tựa game nhẹ nhàng. Còn lại thì các bạn thích các dung lượng ổ cứng như thế nào thì có thể mua theo tùy ý với sở thích của mình. Thành phần quan trọng nhất để có thể chiến game là card đồ họa PNI GeForce GTX 1660 Super. PNI thì là một hãng sản xuất khá là nổi tiếng ở bên Mỹ, thế nên chất lượng là không cần bàn cãi. Thiết kế của card nhỏ gọn nhưng vẫn cực kỳ chắc chắn và hệ thống tản nhiệt được đầu tư với hai ống đồng và các lá nhôm được tạo rãnh sâu, thế nên vỏ case của các bạn sẽ hơi bí thì cũng không sợ vì GTX 1660 Super cũng khá là mát mẻ rồi. Trái tim của hệ thống là GameMax VP600 đạt chuẩn 80+ và vỏ cây cũng đến từ GameMax luôn. Và bây giờ thì mời các bạn tới phần trải nghiệm hiệu năng của bộ máy nhé. We'll be right back.
bạn đánh giá ra sao về phần trải nghiệm game vừa rồi? Có cảm thấy CPU Core i3-10100 xứng đáng trở thành CPU tốt nhất để chơi game hay không? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận nhé! Và nếu như các bạn quan tâm tới sản phẩm này thì đường link mình sẽ để ngay phần dưới mô tả video. Và đừng quên là like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Alphard Computer. Mình là Thúy và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.